Thưa quý khán giả, bây giờ mời quý khán giả cùng đến với những tác phẩm của nhóm họa sĩ Dương Sang, Lê Xuân Chiểu, Lương Khánh Toàn và Nguyễn Đăng Khoát qua cuộc hội ngộ về tranh sơn mài thật thú vị tại Phương Mai Gallery. Gallery với 54 tác phẩm sơn mài giới thiệu với công chúng. Màu Phương Nam là tên chung của nhóm họa sĩ gồm Dương Sang, Lê Xuân Chiểu, Lương Khánh Toàn, Nguyễn Đăng Khoát, và cũng là chủ đề của triển lãm chung kể từ lần đầu ra mắt công chúng vào năm 2003. Thì đây là lần thứ 7, nhóm Màu Phương Nam giới thiệu tác phẩm với khách thưởng lãm vừa diễn ra tại phòng tranh Phương Mai, số 129B, Lê Thánh Tôn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Hiếm khi có một cuộc triển lãm về tranh sơn mài như thế này, bởi để có một tác phẩm sơn mài không chỉ đòi hỏi sự sáng tạo mà còn có sự công phu của họa sĩ. Cuộc triển lãm này là được coi như là cái cuộc hội tụ của các tác giả chuyên về lĩnh vực sơn mài. Như vậy thì về cái mặt ý nghĩa của nó là cuộc triển lãm chuyên đề. Cái thứ hai, đây là một cái mảng đề tài rất là đẹp về các cái vấn đề của cuộc sống, những hình tượng về văn hóa dân gian, cái đời sống bình thường và cho đến các cái tranh nó cách trừu tượng và bán trừu tượng. Ở mỗi tác giả thì cho thấy rằng mỗi người có khuynh hướng riêng. Ví dụ Dương Sang thì dùng sơn mài nhưng vẫn dùng cái nét viền thô lớn và có những mảng mạnh và nó có những cái gần như là trừu tượng, bán trừu tượng. Anh Xuân Chiểu dùng nét nhuyễn hơn và anh đi về hình tượng con người và dùng chuyển tới chất liệu phong phú hơn. Còn anh Khánh Toàn thì lại đi về cái mảng cũng nét nhuyễn nhưng mà cái màu tiết kiệm hơn. Còn riêng anh Tăng Khoát thì đi cái mảng thiếu lửa rất là đẹp. Bước vào thế giới tranh của họa sĩ Nguyễn Đăng Khoát, bạn sẽ cảm nhận chất trữ tình và bóng dáng thiếu nữ, lễ hội, phong cảnh và tĩnh vật mang hồn quê duyên dáng. Ông khai thác gam màu nâu đỏ, đầm thắm và lung linh sắc vàng. Dựa trên cái nền tảng là sơn mài phải đúng cái chất liệu cổ truyền của nó. Vẽ nhiều lớp phẳng và dùng các cái chất liệu quý như là son, vàng, bạc. Thì trong cách tạo hình thì nói chung là cái tạo hình vẫn là dựa trên cơ sở nền tảng là bằng cái cảm xúc của mình. Tranh nó thực sự là cũng không đặt vấn đề lý trí nhiều mà nó vấn đề ở cái cảm xúc là chính. Cảm xúc nó vượt lên trên cả những cái tính toán trên tranh, nó rung rinh, phải nói là rất gần gũi với lại người bình thường nó cũng có thể cảm nhận được, nó cũng dễ hiểu. Khám phá tranh của họa sĩ Lê Xuân Chiểu thì bạn cảm nhận chúng mang mô típ tranh dân gian, thể hiện tính ước lệ cao, bố cục khá phong phú, tạo sự sinh động và uyển chuyển. Tác phẩm vừa mang phong cách tượng trưng vừa siêu thực. Tôi muốn giữ làm sao cho cái chất sơn mài truyền thống của Việt Nam, thế nên tôi bám, tức là cái sự sơn mài truyền thống thì độ bóng và độ và tất cả các sử dụng về chất liệu trứng, chất liệu màu son, chất liệu vàng bạc thì tôi rất thích thú với cái mảng đề tài về dân tộc, về những cái lễ hội và cái chất quê, quan trọng là cái chất quê và cất yêu hương kết hợp với cái hình tượng và kết hợp những cái đường nét hài hòa thì nó sẽ tạo ra cái này. Và trên cơ sở đó tôi cố gắng làm sao bám sát giữa hai cái mảng, giữa truyền thống và hiện đại. Họa sĩ Dương Sang thì khai thác triệt để ngôn ngữ của chất liệu sơn mài, sử dụng gam màu nóng ấm, tác phẩm có phần thiên về trừu tượng, không gian đồng hiện, rực rỡ sắc màu vàng son, ẩn chứa sau những lớp màu là cái hồn của thiên nhiên, con người và cảnh vật. Họa sĩ Lương Khánh Toàn thì góp vui cho ngày hội bằng những tác phẩm về thiếu nữ áo dài, đẹp đến nao lòng.
Theo nhiều họa sĩ nhận xét, tác phẩm của ông mang phong cách vừa thực vừa trừu tượng, thể hiện đa sắc và gợi cảm. Bên cạnh đó thì mảng đề tài về mặt nạ như là những buồn vui, trăn trở của cuộc đời. 54 tác phẩm về sơn mài của các họa sĩ đã mang đến một buổi tiệc nghệ thuật thú vị, hấp dẫn. Bởi hiếm khi có cuộc hội ngộ của sơn mài, và nó cũng là một phần tiêu biểu trong ngành hội họa của Việt Nam.